Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt US 1040. Hôm nay là ngày thứ ba, 21 tháng 7, 2020. Chúng tôi có một số tin tức chia sẻ cùng quý vị liên quan đến gói cứu trợ 2 và một số ý kiến của Tổng thống Trump đòi cắt giảm tiền thuế lương phải được thông qua trong cái gói cứu trợ lần 2. Kính thưa quý vị, thì Tổng thống Trump đã nói trong một cái cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào ngày Chủ nhật rằng ông không làm bất cứ điều gì nếu không cắt giảm thuế lương, khi ông nói về khả năng ký thành luật gói cứu trợ 2 khi được thông qua. Thì theo các chuyên gia thì Tổng thống Donald Trump đang đào sâu và yêu cầu luật pháp kích thích hơn nữa liên quan đến cái gói cứu trợ mà sẽ được thông qua và liên quan đến khía cạnh là cắt giảm thuế lương cho công nhân. Vậy vấn đề này là như thế nào và thực hư ra sao? Như chúng ta đã biết là cái đạo luật khe trị giá 2.000 tỷ đô la đã được Quốc hội thông qua, và trong đó thì cho phép các nhà tuyển dụng tạm thời miễn thuế lương cho đến cuối năm. Và bây giờ thì Tổng thống muốn cung cấp cho công nhân một khoản cắt giảm tương tự như vậy. Được biết rằng là thuế lương được khấu trừ từ tiền lương của công nhân và được sử dụng để tài trợ cho các chương trình của chính phủ như là an sinh xã hội, Medicare. Nhưng mà quý vị nên biết điều này, cái ý của Tổng thống Trump thật ra mới chỉ là ý tưởng thôi. Thì chúng ta thử xem rằng là các chuyên gia nhận định về ý tưởng của Tổng thống Trump ra sao. Trước tiên thì người ta thấy như vậy, hiện tại nhân viên và người sử dụng lao động mỗi người phải chịu 6.2% cho an sinh xã hội và 1.45% cho Medicare, trong khi đó các cá nhân tự làm chủ tự mình đóng góp đầy đủ 12.4% cho an sinh xã hội và 2.9% cho Medicare. Quý vị có thể nghe cái văn bản bằng tiếng Anh gốc để chứng minh cái điều này ha. Currently, employees and employers are each subject to a 6.2% tax for Social Security and 1.45% for Medicare. Self-employed individuals, meanwhile, make the full contributions on their own, 12.4% for Social Security and 2.9% for Medicare. Rồi. Người ta cũng nói thêm rằng là các khoản thuế an sinh xã hội được loại bỏ sau thu nhập 137.700 đô. Nếu bạn kiếm được hơn 200.000 đô riêng lẻ hoặc là 250.000 đô, nếu bạn kết hôn mà nộp chung thì bạn phải trả thêm 0.9 bảo hiểm Medicare. Rồi quý vị nghe cái văn bản tiếng Anh nói về cái nội dung này ha. Those Social Security taxes phase out after $137,700 in income. If you earn over $200,000 individually or $250,000 if you're married and file jointly, you pay an additional 0.9% Medicare surtax. Rồi, đó là mình nói về cái chính sách trích cái thuế hay là cái tiền an sinh xã hội và Medicare từ cái tiền lương người lao động. Rồi, chúng ta quay trở lại với cái ý tưởng của Tổng thống Trump về việc cắt giảm thuế lương cho công nhân. Thì người ta nhận định đây là lần đầu tiên Tổng thống đưa ra ý tưởng về cắt giảm thuế lương. Điều này sẽ cho phép người lao động Mỹ nhận tiền lương lớn hơn. Đầu tiên là người ta nhận định như vậy. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính nói gì? Các chuyên gia tài chính nói chung dường như không ủng hộ một động thái như vậy. Một lý do lớn cho điều đó là chính sách này chỉ giúp cho những người còn làm việc chứ không phải là những người không có việc làm, và là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Thậm chí có chuyên gia như là ông Len Bushman của Học viện Đô thị và một giáo sư đại học danh tiếng thì cho biết đây là một ý tưởng khủng khiếp. Ông ta nói như vậy đấy. Thì cái vấn đề chính của đề xuất này là nó sẽ đưa đến những gì? Ok, vấn đề chính của đề xuất này là nó sẽ đến với những người ít cần sự giúp đỡ nhất. Ông này nói như vậy.
Làm vậy là cố tình nhắm mục tiêu nó đến những người đang ở trong tình trạng tốt nhất, những người vẫn còn đang làm việc. Trong khi đó thì người ta thấy rằng suy thoái kinh tế có thể tăng tốc làm cạn kiệt các quỹ ủy thác an sinh xã hội. Thì cái ông này ông nói tiếp như vậy: bất kỳ kế hoạch cắt giảm thuế lương nào cũng sẽ phải bao gồm các cách để bổ sung số tiền đó. Hiện đang được lên kế hoạch hết vào năm 2035. Vào thời điểm đó, 79% lợi ích đã hứa sẽ phải trả. Ngoài ra, một cái người nhân vật khác đó là ông Richard Nancy Oman, chủ tịch của tổ chức vận động xã hội và an ninh xã hội, cho biết trong một tuyên bố rằng hành động của ông Trump là một cuộc chiến tranh với người cao niên. Ông muốn mở cửa nền kinh tế mặc dù COVID-19 đang trả giá không tương xứng với người cao niên. Bây giờ Trump đang khăng khăng đe dọa an ninh xã hội mà hầu hết người cao niên phụ thuộc vào thực phẩm, thuốc men và các cái nhu yếu phẩm cơ bản khác. Thì cái vị này họ nói như vậy. Về phần Nhà Trắng thì sau khi có những cái ý kiến xoay quanh cái phát biểu hay là cái ý tưởng của Tổng thống Trump thì Nhà Trắng không có bình luận nào cả. Về phía đảng Dân Chủ thì họ hiện nay cũng chưa có ý kiến chính thức về vấn đề này, vì thật ra đây chỉ mới là ý tưởng của Tổng thống Trump thôi, nó không có gì gọi là bảo đảm cả. Vì vậy các chuyên gia kết luận rằng cái cơ hội cắt giảm thuế biên chế xảy ra bất cứ lúc nào là không chắc chắn. Ngoài ra một khía cạnh khác mà mọi người cần chú ý đến đó là ý nghĩa của gói cứu trợ vì COVID-19, tức là cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Cái đối tượng chính là như vậy, cho nên là cái ý tưởng từ Tổng thống Trump liên quan đến việc cắt giảm thuế, mặc dù rằng là ông khăng khăng nói rằng là cần phải thực hiện điều này thì ông mới xem xét ký thành luật cái gói cứu trợ 2, nhưng mà thật ra tất cả chỉ là trên cái ý tưởng thôi, và hiện nay nó không được các cái chuyên gia kinh tế, những cái nhà nghiên cứu họ ủng hộ, và thậm chí có người còn nói đây là một ý tưởng khủng khiếp. Và như là cái ông Richard Nancy Oman á, thì ông nói rằng đây là một cuộc chiến tranh với người cao niên. Rồi ông Bushman của Học viện Đô thị thì nói đây là một ý tưởng khủng khiếp. Thì quý vị để ý như vậy nha quý vị. Thật ra Tổng thống Trump thường có những cái ý nghĩ bất ngờ và không ai đoán trước được, ngay cả trong cái ý tưởng này. Nhưng mà quý vị thấy rằng là Tổng thống quyết định điều gì thì đúng là ý kiến Tổng thống là quan trọng, nhưng mà còn phải được Quốc hội thông qua. Rồi đặc biệt là ý kiến của các cái chuyên gia, nhất là những chuyên gia về lĩnh vực kinh tế, về an sinh xã hội, về phúc lợi xã hội chẳng hạn, nó sẽ tác động không nhỏ vô trong những cái định kiến dù rằng là xuất phát từ tổng thống. Cho nên theo cái thông tin mà chúng tôi nhận được hiện nay thì đa phần là các cái, đặc biệt là các cái chuyên gia kinh tế đều không có vẻ nào là ủng hộ cái ý tưởng này của tổng thống Donald Trump. Cho nên rất nhiều video trên mạng nói, đặt những tiêu đề rất là mạnh, nói rằng là tổng thống sẽ không ký cái thông qua thành luật cái gói cứu trợ 2 nếu như mà không cắt giảm thuế lương cho công nhân. Đúng là đây là một cái phát biểu riêng của tổng thống với Fox News vào chủ nhật ngày 19 tháng 7 2020. Nó cũng không phải là phát biểu mới lắm phải không quý vị, nhưng mà nó chỉ mới là cái ý tưởng của tổng thống thôi, nó không có cái cơ sở và căn cứ nào mà xác nhận rằng ý tưởng này nó sẽ chắc chắn xảy ra. Vì chúng ta hy vọng rằng là như là những cái video trước gần đây chúng tôi đã nói là hy vọng rằng là với sự làm việc tích cực của lưỡng đảng, rồi của thượng viện, đặc biệt là của thượng viện, và những cái ý kiến của tổng thống Trump, thì chúng ta hy vọng rằng cái gói cứu trợ hay gói kích thích hay gọi gói gói hỗ trợ lần hai liên quan với cái chết 1.200 lần hai sẽ được nhanh chóng thông qua vào cuối tháng 7 này,
Vì chúng ta biết rằng là tình trạng này hiện nay là nước Mỹ rất khó khăn và đời sống của người dân cũng rất khó khăn. Khi mà cái khoản thu nhập 600 trợ cấp thất nghiệp từ liên bang không còn nữa, thì cái tiền trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang nó nhỏ lắm và không đủ để mà trang trải cuộc sống. Thì chúng ta vẫn hy vọng rằng là cái gói cứu trợ lần 2 nó sẽ được ký thành luật vào cuối tháng 7 này. Hy vọng là như vậy, để không phải kéo dài qua tới tháng 8 hoặc là tháng 9 hoặc là gần tới ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 thôi quý vị. Thì những cái thông tin trước đó thì chúng tôi đã có chia sẻ trong các video. Thì ở đây chúng tôi chỉ nói sơ qua thôi, không có nhắc lại nữa. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị ở tại video này. Một lần nữa xin cảm ơn những cái quý vị đã từng ủng hộ kênh. Nếu quý vị nào từng ghé kênh, xin mời quý vị dành chút ít thời gian đăng ký like share để ủng hộ kênh, để chúng tôi có động lực thực hiện những cái video hữu ích nữa để chia sẻ những tin tức cho cộng đồng người Việt mình ở nước Mỹ cũng như là ở khắp nơi trên thế giới. Một lần cuối xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.